Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của nhà Nguyễn Ngọc. Và ngày hôm nay là ngày thứ hai của chuỗi sữa hạt thanh lọc cơ thể sau Tết. Cái công thức mà mình chia sẻ ngày hôm nay chính là sữa hạt sen và hạt điều. Thì cái khối lượng mà mình nấu ngày hôm nay là 40g hạt sen, 20g hạt điều, thì nó vẫn là tổng khối lượng là 60g hạt cho một lần nấu sữa hạt. Nhưng mà với cái công thức này thì mọi người sẽ phải linh hoạt một chút. Đó chính là sữa hạt điều thì chúng ta sẽ không thể nấu hết 28-30 phút cho một mẻ sữa, tại vì nó sẽ dễ bị tủa và hư cái sữa hạt của mình. Trong ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người khi mà kết hợp giữa những cái loại đậu hạt cần nấu chín với những cái loại đậu hạt chỉ cần xay mịn và làm ấm thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái công thức nấu sữa hạt với lại sữa điều hạt sen ngày hôm nay mà mình giới thiệu đến cho mọi người nha. Rồi sau khi mà đã cân nguyên liệu rồi thì mọi người có thể thấy ở đây là cái mẻ hạt điều và hạt sen nè. Đầu tiên là mình sẽ không cho toàn bộ cái lượng hạt vào trong cối, mà mình sẽ cho lần lượt là cho hạt sen vào nấu trước, rồi xong sau đó là mới bỏ hạt điều vào. Trước khi mà nấu thì mọi người lưu ý là mình sẽ ngâm hạt sen với lại hạt điều trong khoảng 15 đến 30 phút, chủ yếu là để rửa sạch cái bụi cũng như là để cho hạt nó được nở vừa thôi, chứ cũng không có cần phải tăng cái lượng chất dinh dưỡng giống như là đậu đen, đậu xanh hoặc là đậu đỏ. Đây, mình sẽ cho hạt điều ra một tô ha. Đây là 20g hạt điều nè, còn đây là 40g hạt sen. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước vào lần lượt để mà ngâm sơ bộ cái hạt điều và hạt sen ha. Rồi bây giờ sau khi mà mình đã ngâm và rửa lại xong á, thì sẽ có hạt sen và hạt điều như thế này. Mình sẽ cho vào trong cối, thì mình sẽ đổ 40g hạt sen vào. Đây là 40g hạt sen sau khi mà bỏ vào trong cối của máy làm sữa hạt Unia V9S ha. Rồi kế đến là mình sẽ cho nước đến 1.2 lít. Hôm trước mình nói là mọi người sẽ cho 1 lít đến 1.2 lít, thì mọi người có thể thấy ngay chỗ này nó có một cái vạch đen nè. Nó ghi là sữa thảo mộc súp sinh tố cháo không vượt quá mức này. Cho nên nếu mà mọi người cho nước thì mọi người cho nước tới cái vạch như quy định thôi, để chống trào và chừa cái không gian để cho máy xoay. Đó, cái nắp phụ này là trong cái quá trình nếu mà mọi người có tạm dừng, mọi người cũng không có lấy ra nha, tại vì lấy ra thì nó sẽ bị tụt cái ron cao su xuống vào bên trong á, thì nó không có tốt. Rồi bây giờ mình sẽ khóa chặt cái nắp phụ lại, sau đó là mình sẽ gắn cái nắp chính vào bên trên cái nắp cối. Mọi người lưu ý là mình sẽ vặn cho chặt cho cái phần tay cầm của nắp khớp với lại cái tay cầm của máy, thì máy nó mới hoạt động mà không bị lỗi. Rồi mình sẽ đặt cái phần đế cối lên trên cái động cơ máy. Rồi mình sẽ chọn chế độ sữa thảo mộc. Sữa thảo mộc 25 phút ha. Rồi mình sẽ bắt đầu. Thì máy nó sẽ bắt đầu gia nhiệt. Thì một lát khi mà nấu còn khoảng 12 cho tới 15 phút, mình sẽ tạm dừng máy và cho hạt điều vào bên trong. Tại vì á, mọi người biết là máy làm sữa hạt Unie và thậm chí là không chỉ là Unie mà tất cả các dòng khác lớn hoặc là nhỏ, thì khi mà chúng ta nấu chúng ta gia nhiệt quá nhiều những cái loại hạt mà nó có cái độ béo cao giống như là hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt mắc ca mà mình nấu từ đầu tới cuối thì sẽ rất là dễ bị tủa và hư cái sữa của mình. Cho nên nếu mà chúng ta nấu kết hợp thì chúng ta sẽ nấu từ đầu cái nguyên liệu mà nó cần làm chín kỹ trước, rồi xong sau đó là mình tạm dừng và cho cái hạt có độ béo cao, thì giai đoạn sau thì máy nó chỉ gia nhiệt thôi và không có làm chín quá kỹ cái hạt của mình, sẽ không làm cho cái mẻ sữa của mình nó bị kết tủa. Cho nên là đó là cái chia sẻ và cái cách mà nấu cái công thức sữa kết hợp với những cái loại hạt béo, đặc biệt là hạt điều. Bây giờ mình sẽ bấm tạm dừng, rồi sau đó là mở nắp cối ra và cho cái phần 20g hạt điều vào bên trong cái sữa hạt sen đã được nấu chín và xay mịn. Mọi người sẽ đóng nắp lại rồi đặt cái cối lên trên cái đế máy để cho máy tiếp tục hoạt động, và mình bấm vào nút tạm dừng thì máy sẽ hoạt động tiếp nha. B
Bây giờ thì máy đã kết thúc cái chương trình nấu rồi, mình sẽ lấy cái cối sửa hạt xuống để cho mọi người xem cái thành phẩm, xem nó có mịn như thế nào không nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở nắp ra nha. Vẫn là rất là lưu ý cẩn thận là nóng, khi mà mới nấu xong thì rất là nóng, cho nên là cẩn thận để tránh bị phỏng. Mọi người có thể thấy là chỉ có 40g hạt sen thôi nhưng mà bọt rất là nhiều. Và bọt này là do tính chất của nguyên liệu chứ không phải là do máy nè. Cho nên là mình lưu ý là với hạt sen thì mình nên nấu tầm 30-40g thôi để chống trào tốt nhất. Bỏ vào 15 phút cuối thôi nhưng mà hạt đều vẫn được xay rất là mịn chứ không có bị lợn cợn gì hết. Rồi là mình trải một cái tấm cách nhiệt so với cái mặt bàn của mình á. Tại vì sữa nấu xong vừa nóng nè, rồi cái đế cối mình cũng nóng nè. Rồi bây giờ sau khi mà máy đã hoàn thành nấu xong thì mình muốn cho mọi người xem cái thành quả công thức là sữa hạt điều và hạt sen ngày hôm nay. Nóng lắm, mình lót thêm một cái chén ở dưới nhưng mà nó vẫn rất là nóng. Đây mọi người có thể xem nè. Cái sữa cho ra là nó sẽ có cái màu hơi ngà ngà. Thường đa số mà mình nấu với lại hạt điều á và hạt sen á thì cái màu sữa nó sẽ ngà giống như thế này. Và để mình ngửi thử xem nó sẽ có mùi gì ha. Nó sẽ thiên về cái mùi hạt điều nhiều hơn một xíu. Mặc dù mình chỉ bỏ có 20g hạt điều thôi, nhưng mà mình nghĩ là khi mà uống vào nó sẽ có pha trộn cái vị hạt sen, nhưng mà cái mùi điều là nó sẽ nổi trội hơn trong cái mẻ sữa này. Thì đó là cái công thức thứ hai trong cái chuỗi thanh lọc cơ thể với sữa hạt sau Tết của nhà Nguyễn Ngọc. Thì hy vọng là mọi người sẽ tích thêm một cái công thức sữa nữa để giúp cho cơ thể của chúng ta được nhẹ nhàng hơn. Và có thể mình nghĩ là cái công thức này là uống thế một cái bữa ăn trong ngày được, có nghĩa là đừng có bỏ bữa, nhưng mà giống như là ăn sáng ăn tối thì mình có thể là cử trưa mình có thể ăn giảm xuống rồi xong rồi mình uống cái sữa hạt này vào để thêm cái năng lượng nếu mà mình làm việc và học tập trong ngày. Thì hy vọng là video này sẽ có ích cho mọi người. Nếu mà mọi người cần tư vấn dòng máy thì cái thông tin mình đã để bên này rồi, nhưng mà ở trong cái những cái chuỗi video này mình sẽ thiên về công thức nhiều hơn chứ không có thiên về review máy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video và chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong cái ngày thứ 3 của cái chuỗi video công thức sữa hạt này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye.